thêm 5 nhân viên viện nhiệt đới mắc COVID-19. Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh chiều 15 tháng 6 công bố bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 5 nhân viên mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 60. Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bình cho biết thông tin trên tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 chiều 15 tháng 6. Đây là những nhân viên nằm ở khu vực ngoài, không phải khu điều trị. Như vậy đến nay bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 60 nhân viên dương tính. Những trường hợp này được điều tra truy vết, xét nghiệm trong số khoảng 1.000 nhân viên ghi nhận, sau khi phát hiện nhân viên phòng công nghệ thông tin của bệnh viện dương tính, ngày 11 tháng 6. Lực lượng chức năng xét nghiệm 107 trường hợp F1, phát hiện 7 ca dương tính, là những người trong 3 gia đình. Bệnh viện còn 63 bệnh nhân đang điều trị nội trú ở các khoa khác, tất cả đã có kết quả âm tính nCoV. Khoảng 80 nhân viên y tế phụ trách điều trị COVID-19 không tiếp xúc với các nhân viên khoa phòng khác và cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính nCoV. Khu vực có nhân viên bị lây nhiễm là khu vực hành chính, trong đó có một người cư trú tại thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn và một người cư trú tại Block A một chung cư E-Home 3 ở Bình Tân nơi đang có ổ dịch. Do đó, đánh giá ban đầu có thể nguồn lây từ ngoài đi vào bệnh viện, ông Bình cho biết. Toàn bộ bệnh nhân COVID-19 nhân viên bệnh viện đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 AstraZeneca. Do đó, dù bị nhiễm nCoV nhưng tải lượng virus thấp. Hiện, tất cả nhân viên dương tính nCoV đều khỏe mạnh, không triệu chứng. Thành phố Hồ Chí Minh đang trong đợt bùng phát COVID-19 cộng đồng lớn nhất với gần 900 ca nhiễm cộng đồng, đứng thứ 3 cả nước, nhiều ca chưa rõ nguồn lây.